Ô, này một mình thôi à? Đặt cho trên xuống. Đồ bỏ củ rán có miễn. Một khói à? Đồ bỏ đi đâu hết rồi. Mua cả cứ no phanh nữa. Đạp to, lão rồi. Miễn nó phải rỗ. Có hả lấy xính tiền có lấy mình nghĩ lắm. Tại mình làm phải tháo tao hỏi tao mới tiền có cũng khắp phải tháo này. Vẫn giỏi nó tới chân nó. Ôi 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 cách cách cách. Chia chân này xít tiền này. Cho đội vào. Hôm qua cho Mali rồi. Mali về á? Cái nhà mình không có đổi một cái mũ à? Mũ vải nhiều mà. Không nắng quá. Đấy là lo cho anh thôi. Chứ còn anh không đội thì em cũng chẳng đánh nhức đầu đâu mà. Này, này. Ôi, nhìn ngay quá, ăn to quá. Rock chưa có à, cố phương chịu chưa dáng này. Mà là một miếng phường mà còn gây gắt nhất rồi. Ăn mặc xong thì thì chân ô cái khâu cao không cho một nửa gạch đi lực ăn con đấy ăn vào một ăn vào này còn về isha thôi. Bùa đinh. Cái bùa đinh mày cầm để đâu ấy? Cái cán sắt đây. Hả? Để nhà chứ. Bùa đinh ấy. Bùa đinh kia, cửa sổ kia. Cửa sổ đây có một cái. Bảo vốn thằng con trai đừng có ra cái chỗ hố nước này chơi nhé. Sáng nay mày ba đứa đi ở đây hết. Còn một mỗi thằng một cái âu đi nghỉ nước kia mà cắm đầu vào kia chết là mày có chịu trách nhiệm đấy. Đang sớm phải nhắc người trẻ con nữa. Tôi xảy gái là không được đâu. Thank you.
đi chuyến ngõ đó mỗi chuyện mới nhập này. Lên buôn làm rồi, không thấy nữa. Bỏ cần này, này con. Tí nữa cấp mấy vừa cho thêm nước vào một tí nhá. Như thế, như thế. Cái này được. Ôi, đi phụ vừa bao giờ chưa anh Tính ấy? Hả? À? Đi phụ vừa bao giờ chưa? Chưa. Chưa mà. Chỉ nghĩ chứ nhắn cô đàn này rồi đó. Nghĩ là tạc trời. Chứ không muốn nói gì. Tao nuôi cả làng. Chị chạy chi rồi. Cuộc mới để chúng đà. Mày nhặt để đâu á? Búa cán sắt đây. Cán sắt mày mang để nhà á? Búa không không mà. Để đây ai lấy rồi? Thấy không? Mày thấy mượn cái kia trước đi. Đưa con dao đây cái. Tất cả của tên phủ tên phủ tầm giờ này còn yếu thì chẳng có dành là tên phủ được luôn. Quá yếu. Thấy rồi. Xách xách dưới lên đi. Khô quá thì hất nước vào một tí. Vâng. Chân này vừa đấy. Cái túi đinh mà ni lông đi đâu nhỉ? Ở nhà không? Túi đinh. Ừ. Trên kia. Trên đống xi à? Ừ, không. Ở trên đống đá kia. Cái sẻng xúc rồi đấy anh. Đấy cái này thiếu. Đấy cái đi. Nhấn lưu má.
đều hàng làm mấy tấn. Nó bu đi đấy tí. Mình nó phải tục là tâm mà sáng của mưa này. Quý cắm này. Ta giáo rồi nè. Ồ, ấy giáo gần giáo. Mưa này hay chỉ đốc. Đó buông buông. Nè nè nè, ú, cứ xu mừng cái đây này của phang này nè. Nó là sắm được cái phang ăn tăng hát đi. Rõ mấy ấm. Đi nè, bố, rán đi bố. Mừng này, nhìn hấp tiền. Phải mừng nó vào, cứ để cái tạm sát như là chê viên ngài cứ đây mừng nó hót cái gì. Sát làm cái kiểu rồi. Đấy, làm vào đây. Đấy, có hỏi tí chia chết không tạo mình sẵn đấy nữa. Ủa, chống ăn phang thì nữa. Chống ăn thì nữa, mới có máy đầu phốn hồ qua ô tán này nữa. Rồi, chống tèo. Chống cái. Mà chống tèo. Cứ chống tèo đi qua. Mà lại chống tèo vậy. Cái xe hiện giờ hôn dây thì lấy áo hổ xuống ủ thoát lên mẹ. Chống tèo bình năng ư. Chứ vẫn nắp đường à. Chống mẹ cái pha này mới đéo. Chống cái khá bị tông hả? Không bà lưu. Đi cũng đi qua. Nào lại cái này hết rồi đấy. Cái này không ai để giúp được. Hay là tổ cây tà mà chị mua. Quá đạt đấy không? Đấy, cái gì mình đang giải ngã rồi. Màu kia về đây ơi. Chị ơi. Lấy cái đoạn bé bé đi vậy, cái đầu của nó. Cả nhắm cưa khẩu
vào trong nhà, lấy vào trong nhà. Ô, thùng xi măng. Ông bảo bình mô tô nghi chiến của Hậu vào đây này. Hả? Mình làm đấy. Chủ tịch. Mà chiến. Nghi chiến này Hậu nghi chiến là muốn chiếp chiến phi. Mình tô bảo bài nha. Rồi. Không biết đầu vữa mà anh bảo không biết lậu. Còn nhanh hơn A Cho ấy. Thank you.
kèm ăn. Từ hôm nay nhá, bây giờ việc là không còn gì nữa. Khi mà các anh bắt đầu làm việc là mình cũng phải đi làm rồi. 6 giờ người ta làm rồi, mình cũng phải chủ động ăn sáng sớm đi, xong rồi ra mà phụ bữa đi, phụ gạch các thứ. Bây giờ lên giáo rồi làm sao mà mình ăn cho làm được. Xong thì có ai đến giúp nhà mình ấy thì cũng vào đây giúp hết. Không kiểu là đến ngồi chơi bời một lúc xong thì đến bữa nấu ăn xong thì là cùng nhau ngồi ăn, như thế là nó rất là tốn kém nhá. Làm nhà mình thì cứ chủ động ấy, đừng để em phải cái gì cũng em đến đây xong em bảo gì, chết dở đấy. Hay là mai làm xong em ở nhá. Đội mũ vào, lấy cái mũ đội vào. Có mũ. Có tiền đi mua thịt ăn mà cái mũ 1-2 chục không mua được. Chán rồi. Làm dần đi cho quen. Thì chết nhau mà nhau thì tắc rồi. Xây dây cước cái mẹ chắc hẳn có lộn không? Ai à... Mình thử sáng chứ. Này, này khô quá thì cho nước vào. Này nó cước thì tổng cũng xách nước đi. Thấy cả. Nhìn cho anh hướng dẫn thế nào thì nhìn. Xong thì cùng làm. Thì chấn nó phong bằng xoáy. Kìa. Rồi. Kìa này. Đấy là phần cái cần là cái pha phương ra xuống lên mình nên bắn ăn chạy à. Cắm này dây cước rồi. Kìa này. Tao pha phương luôn. Nhưng mà không dám. Ăn bữa tương vào vì nó lăng rồi. Đấy là cái chay rồi. Cái này là tí tôn cái rô mà, sao cái này. Tí hào xuống. Tôn như đồ sần nhưng mà nhìn nhá, nhìn mới biết được. Bây giờ thời gian là dành cho cái nhà này nhiều hơn, không phải thời gian đi đâu nhiều đâu. Không, thằng máy không? Đi chợ thì em vẫn cho đi, nhưng mà anh đi mua thì chỉ mất 1 tiếng thôi. Có phải là mình đi bán xong mình chờ bán được mình mới mua đâu. Thằng máy nét mà. Lấy cái que kia. Đây. Đấy. Sắp có nhà mới rồi thì chăm chỉ lên thôi. Sao muốn hẳn lái gì, đầy lái gì, lên lái gì, đi chích quá gì. Phải ăn gần tay của tầm bồ mì bạn cho nên mới. Có sổ với không? Xúc cơm một sổ đi. Xúc cơm đi. Đấy, cứ trên này. Đâu vào trong này lấy gạch quay. Kèn ngắm cháy đấy. Đang nhấc chồn lên nhé. Để nó lật ra đấy. Tóm lại anh thức cho gạch là anh xính cho gạch đây. Ném gạch lên đi. Vào đây lấy gạch. Đây cho một mình anh cho các làm chạy 4 góc thế này.
mất rồi, chạy mất. Đi xa nè. Đi xa này. Kết hai bên mà ăn nè. Đúng rồi. Để cho nó xong đây 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 đây. Đây. Bên kia bên kia, cái biên bé bé. Ờ đấy. Một cái phố. Chương trình thì bán con. Làm rau làm dế. Ui ui, dịp mẹ đâu rồi đâu, không rồi đâu, chỉ tao lo, lo hay. Nhà để vừa để tắm đồ nghề hơn nào. Cái này em một phát đối phát em chơi được luôn anh tin không? À. Em lên phát lên được thở luôn. Cho Isa. Đấy đường mà, nhấc lên đường mà. Có gì mà phải cho vào đây chết hết mà. Đây. Đường nghe không có đó mất. Cướp cái số đây. Tắt. Đi thôi lên hái, ok. Mình kẹp lại đi. Thêm nữa, cướp rồi mà. Lấy bên trong đi. Bên trong lấy. Đây đây đây, đây vào đây. Bạn hút lên. Ui ui ui. Tí lại vào đầu. Cái cốm hàng lọt đang xẻ lúa. Ủa mấy lọt xẻ lúa rồi, có lọt xẻ lúa mới rồi mày. Thank you.
ta đã bán rồi, chỉ điểm đóng rồi đúng không? Nhìn lên. Điểm tăng hát thì nhắn nhắn lắm. Nhưng mà cuộc mình cần làm viên viên để sốt chát hổ. Nấu ý. Anh Sinh làm được không? Hả? Làm được không? Lên thử vài viên đi. Cái cuối của dây đúng cao đó. Sáng tăm tôi mát tăm mà 1 mét thôi. Đi sang bên ngoài này đưa gạch lên đi. In đồ mẹ. Nó mới ăn bánh thôi rồi. Một cái chuỗi xong. Buổi sáng cứ nhấc 100 viên thế này lên giáo thì cũng đủ mệt đấy. Viên nửa về đi. Đi xa. Đi xa đi. Bút đính.
đấy cũng đảo thế rồi. Cho một xô nữa đi. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Chẳng hâm luôn rồi. Làm ơn hỏng ngay ô tô mà đấy. Trời liêu cho. Ra mắt vui. Thành phố là biển xe cho rô một. Biển 51. Biển chắc là xe mua lại không? 51 thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Năm mốt ở trong mạng Sài Gòn rồi. Sài Gòn, Sài Gòn nhé. Cô Chí Minh với Sài Gòn rồi. Tỉnh đây nhá. Sài Gòn. 51, 52, 53. Sài Gòn dưới nước ngoài. Tí nữa lúc nào gọi mới lấy. Hôm qua cũng đi lên nhưng mà nghe bảo Yên Bái thì căng quá thôi. Té. Mà nhìn các anh nhá, anh tính này, hết gạch thì mình chủ động bê gạch lên, vữa hết thì mình chủ động bê, thế thôi. Các anh nghỉ thì mình nghỉ. Vào trong này cho cái lách bên gạch nửa này cái. Được chưa? Nói thì nói mới phải chạy cao bao nhiêu ô tô còn bị bắn. Tôi muốn tầng ngay rồi. Bộ mì thì có mượn nha. 1 triệu một ngày thích thuê cái gì thì thuê. Cả bộ mì thì có mượn mà. Ừ. Thì thuê mà chắc chắn rồi. Con này phải hẹn cái phú này em. Em cửa kính của hải bò đấy. Muốn tạo cái bộ mì chẳng khác phải bắn túi. Ăn xe đi này địt mẹ. Tạm đòi xin tố tím này. Thuê xe mì đi. À xe 16 chỗ á. 7 chỗ đi. 7 chỗ. Bảy chỗ nhét 9 người. Giờ để em đi miền Trung xe 5 chỗ còn nhét 8 người đây. Ngồi trùng lên nhau luôn. Làm không? Cả làm được. Thoải mái phúc mà. Mướn tay nghề sáng nữa cháy mì trước quá một lâu gì ai mà cơn mà hố trước tới ngày nào không tao đang giữ in mà bắt cái mồi hình quân này ha ngon chỗ nào mình cháy rồi có lắm nữa của quân lão à của mình nghĩ của mình đồ quân này có chuồn có móng này lều lắm đấy cho nửa nhá. Xong cái này đưa gạch lên các máy viên nữa 1, 2, 3, 4 viên nữa. Đặt cái đầu bên này, đặt dưới, đặt trong kia lại
nhéo cái khô vào một tí nữa đi, nhéo quá. Hất cái khô ấy. Đấy, đấy. Đấy, đấy, làm như thế. Một, hai ngày là thành thạo luôn. Quên to liệu mồi. Mở cong lấy gạch cho nó. Alo. Ừ. Anh đang ở La Lành. Nó bảo vay anh 200 nhưng mà anh làm gì có tiền vay 200. Được rồi, 1, 2, 3, 4. Tầm 12 chục thì mới cho, chứ gần 200 nghìn thì anh yếu gì. Nó bảo đi vay tiền anh để mua thức ăn, nên bảo anh có làm nhà cho em đâu mà anh lại có tiền cho anh vay. Khổ quá. Nó bảo đi vay tiền để mua thức ăn cho thợ. Anh bảo anh cũng không giúp được đâu. Bây giờ Huân làm nhà cho em thì em cứ gọi Huân thôi. Thế thì chỉ câu hay lũ. Ê nào đấy à? Ôi, gọi nó về thôi. Sắp về chưa? Nhưng mà có lên không? Cà phê có lên không? Nó bảo nó lên này điện cho anh cái băng chút để anh phi từ thị trấn ra nhé. Ok. Đập tư để chát đấy nó cuốn đi nè. Tôi nghĩ là TV thì nằm đấy thì ạ. Thế cũng mừng quá, tiền đang lắp. Mừng là tính nghĩa là thì phải cả nghĩa là. Thợ chính 10 năm trong nghề làm nó khác. Anh Chính lên thử làm em. Goodbye morning. Đảo vỡ ông không sống rồi. Đi làm thợ mệt lạ. Thank you.
Đưa gạch sang bên này nhá. Giáo này quá chắc luôn. Lấy kê vào. Kê vào hai viên này. Lấy bên kia về. Kê vào 3-4 viên. Kê lên một viên ấy, đứng nó dễ. Ui. Mặt trời. Để ý nó. Hả? Nhìn mình ốc cơ ngon này, trời đạt như phải nắng điều hòa. Bạn à. Kính xăm này. Bữa nào chẳng mứng nữa lắm, thằng ngon lắm, mứng cứ để như này lên quăng, mình chờ hở mau, mình chờ không bắt. Cái chẳng tu mà. Nói chuyện này nói được. Tao ấy tôi không mua. Làm nóng như vậy. Với nhau. Họ xua. Mốt. Ui. Này thầm ra. Mày làm chú bên tớ cái lời cho mấy thằng phụng làm chứ đặt câu. Đấy, kê chỗ này lên cho cao lên xong thì lại đưa lên đây tiếp. Lực điêu là nán, một mình phụ lên giáo này thì hơi vất. Vất cũng phải chịu thôi. Làm nhà mình mà. Cứ từ từ vào. Ba cụ em mụ. Nói đừng có cười, nói cười. Xếp vào đây này, xếp vào chỗ này này, xong mới đưa lên. Xếp cao lên không? Lúc đưa lên nó mới nhẹ. Đấy, xếp tầm 4 viên này xong mới đưa gạch. Ăn chả có gần để thu hồi phí. Ăn là huấn luôn. Thu xóa như thế. Đúng rồi. Xin, cũng muốn lời nữa anh. Cái đồ món chả cháy mướt vậy.
Nhìn chứ có ngay đó. Chúc phần cân của mi pan nhìn của bóng. Đang lượn mép tí. Lên được lên lên cho con mau ngày tí cũng xuân đi. Có mồi vẫn là lên. Đấy, được rồi, tầm này đưa được rồi. Đấy, như này nó mới nhẹ. Cô ngon mà tôi tập tí ta tàu cháu không chỉ rau mình hả thấy chết được nè. Thôi dù ơ nằm cháy đến bay cháy rồi nên tôi chết được ăn tàu cho hắn đặt. Ô, có phí quái lắm mà. Đó, nằm tí rắm đi. Chẳng ăn hầu vừa để hiểu có rắm thì chủ con tàu. Nhà có cái dây không? Hả? Có cái dây nào không? Xong để kia xong để anh lấy dây khác kéo móc lên. Hả? Có cái dây không? Số vứa mà chờ mới lâu á. Cứ móc vào để đấy tao móc lên. Lấy dây về đi. Ấy cần nó cần nó kiến qua mà xả đi rồi. Thì uy không